này thì được ở trong tay của Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Và đó là cái bảo hiểm cho linh hồn của chúng ta. Và cái bảo hiểm đó chúng ta không cần tiền để mua. Chúng ta đến với Chúa Giêsu, tin nhận Chúa Giêsu, linh hồn của chúng ta được đảm bảo khi chúng ta qua đời này. Khi cơ thể vật lý này, khi trái tim này ngừng đập, tất cả mọi người chúng ta đều phải đến điểm này. Con người sinh ra trong thế gian này sinh lão bệnh tử, chắc chắn phải đi qua. Cho dù người đó chưa có Chúa Giêsu hay là đã có Chúa Giêsu trong cuộc đời, họ phải đi qua con đường này. Nhưng ai tin Chúa Giêsu thì linh hồn của họ sẽ được bảo đảm ở trong Chúa Giêsu. Cho nên buổi chiều tối hôm nay, bác sĩ Bùi Thế Hòa đã trình bày cho chúng ta một điểm rất quan trọng cho cơ thể vật lý này. Nhưng lời Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều quan trọng nữa, đó là linh hồn của chúng ta được đảm bảo trong Chúa Giêsu, và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm một sự sống đời đời. Bởi vì khi qua đời này chúng ta được ở với Chúa, và một ngày kia Chúa Giêsu đã phán rằng Ngài sẽ trở lại, và tất cả những người sống trên đất này sẽ được biến hóa để trở nên một con người có một thân thể được biến hóa, và sẽ được sống với Đức Chúa Trời trong nơi thiên đàng đời đời vĩnh hằng và đầy sự phước hạnh. Tất cả những gì căng thẳng, lo lắng, quá tải hay là mất ngủ hay là bất an, Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự bình an không như thế gian ban cho. Sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vượt quá mọi sự suy hiểu của chúng ta. Cho nên tối hôm nay các thân hữu đã hiểu được cái đời sống vật lý này, và cũng sẽ hiểu được Đức Chúa Trời luôn luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Cũng giống như khi trái tim của chúng ta đang có nguy cơ ngừng đập, chúng ta sẽ gọi phone cho bác sĩ ngay, và chúng ta muốn bác sĩ cấp cứu có cách giải quyết cho chúng ta. Và như bác sĩ Hòa đã nói, ông đứng đây ông nói, chúng ta cùng chứng kiến ông phải bước ra ngoài phòng để nghe một cú điện thoại, có thể đó là một cú điện thoại cấp cứu. Cho nên Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi chúng ta, cho dù đây là thời điểm mà chúng ta vừa mới nghe, Đức Chúa Trời vẫn đang chờ đợi để cấp cứu, bởi vì Ngài chính là phương cách chữa lành cho quý vị, chữa lành về thuộc linh cũng như cả thuộc thể. Nên buổi tối hôm nay tôi xin quý thân hữu suy nghĩ về đời sống tâm linh của mình. Ngoài cái đời sống vật lý này rất quan trọng khi chúng ta phải trải qua từ khi chúng ta ra đời cho đến giờ phút này, nhưng đời sống tâm linh của chúng ta rất quan trọng, bởi vì sự chết không phải là hết, không phải kết thúc, nhưng mà nó vẫn còn đời sau. Chúng ta sẽ nghe một bài ca của một con cái của Chúa, nguồn sáng của một đời sống, chúng ta sẽ hiểu được. Kìa Giêsu đến,
Hồ trên trời cao giáng trần, mà theo tình yêu thắm tươi ban cho tràn đầy phước hạnh. Chờ mong ngài là nguồn sáng xua tan màn đêm tối tăm, lòng khô giọt lệ héo sâu, tội tình ngài bôi xóa hết. Bạn ơi mau đến, Giêsu giang tay đón chờ, cho ai tìm về với ngài, cho dân miền tin suốt đời. Tìm trong đừng chờ chi nữa, bao hy vọng nay đến rồi, tương lai bình minh sáng ngời, cuộc đời Giêsu hay mới hôm nay. Đường chân trời xa mơ màng, chiều tàn đêm buông, tâm linh héo khô thân hao gầy, vạn sầu ngán vai, tương lai lãng trôi đi phương nào. Lần thì ngắn quanh, hạnh phúc biết đâu kiếm tìm. Kìa Giêsu trời cao giáng trần, mang theo tình yêu thắm tươi ban cho trần gian phước hạnh. Chờ mong ngài là nguồn sáng xua tan màn đêm tối tăm, lòng khô giọt lệ héo sâu, tội tình ngài buồn xóa hết. Bạn ơi mau đến, Giêsu giang tay đón chờ, cho ai tìm về với ngài, trao dân niềm tin suốt đời. Tình trong đừng chờ chi nữa, bao hy vọng nay đến rồi, tương lai bình minh sáng ngời, cuộc đời Giêsu thay mới. Chúng ta biết khi trái tim của chúng ta ngừng đập, chúng ta sẽ không còn sống nữa. Thì cũng giống như vậy, tội lỗi đã làm cho con người xa cách với Đức Chúa Trời, và chúng ta không có nguồn sự sống từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Từ khi con loài người phạm tội, họ đã đánh mất đi sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho. Kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời muốn cho con người có một sự sống đời đời, một đời sống sung mãn, một đời sống bình an. Nhưng bởi vì tội lỗi đã cắt đứt cái nguồn sự sống đó. Nhưng chương trình tốt đẹp, kỳ diệu của Đức Chúa Trời vẫn hành động. Ngài đã ban con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Đó là Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này. Nhưng bài hát vừa qua, một anh thanh trung niên đã vừa tôn vinh Chúa, cho chúng ta biết Chúa Giêsu là nguồn sự sáng, đến để xua tan tất cả những ưu tư, xua tan tất cả mọi lo lắng buồn phiền trong đời sống. Nhưng vượt xa tất cả những điều đó, nguồn sáng đó sẽ xóa lấp mọi vi phạm tội lỗi của chúng ta,
Đức nguồn sáng đó sẽ ban cho chúng ta sự sống ở trong Chúa Giêsu. Khi những ai đến với Ngài bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được kết nối với sự sống, bởi vì Ngài là sự sống. Và đây là phương cách cứu chữa của Ngài, đó là Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá rồi cách đây hơn 2000 năm. Việc bây giờ của chúng ta là những người chưa có sự sống của Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mình, thì đây chính là thời điểm để cho quý thân hữu quyết định cho chính bản thân của mình, hãy bằng lòng đến với Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa Giêsu, thưa với Ngài: con xin tiếp nhận Ngài, xin sự sống của Ngài ở trong cuộc đời của con. Thì chính Chúa Giêsu sẽ tha thứ tội lỗi cho quý vị, tiếp nhận quý vị làm con gái của Chúa và ban cho quý vị một sự sống từ nơi chính Ngài. Đó là sự sống đời đời. Cho nên buổi chiều tối hôm nay, qua cái trình bày của bác sĩ Hòa cho chúng ta biết sự sống vật lý, và qua những gì mà tôi vừa trình bày cho quý thân hữu, Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi quý vị ngay giây phút này. Nếu ai bằng lòng đến với Chúa Giêsu thì đại tớ Chúa mục sư những chức hoàng ở đây sẽ giúp đỡ cho quý vị cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu, tiếp nhận nguồn sự sống của Chúa. Ngài là đấng sẽ tha thứ tội lỗi và Ngài cũng sẽ là đấng chữa lành cho mọi bệnh tật của chúng ta. Trong giây phút này tôi chờ đợi, có ai không hãy tiến bước lên phía trên đây. Tôi xin mời quý thân hữu, ai bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu, tiếp nhận nguồn sự sống của Ngài, hãy bước lên đây. Một sự nhiệm chức của chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị trong lời mời Chúa vào lòng ngay giây phút này. Đây là cơ hội rất quý báu, không phải là tự nhiên. Trái tim của quý vị đã bảo quý vị đến với chúng tôi buổi chiều tối hôm nay để nghe được những cái gì mà chúng ta được nghe buổi chiều tối hôm nay. Không có gì là ngẫu nhiên cả, không có gì là tình cờ cả, mà đây chính là cơ hội cho quý báu. Xin mời tất cả các thân hữu chúng ta được cảm thức, hiểu được quyền năng sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong cơ thể vật lý này, cũng như ban cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Hãy bước lên đến đây, mời một sư nhiệm chức của Hoàng Ân. Xin mời ông lên đây để giúp đỡ cho các thân hữu của chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa buổi chiều tối hôm nay. Xin trân trọng kính mời một sư. Thưa quý con gái Chúa và quý thân hữu, không phải tình cờ chúng ta đến đây. Đức Chúa Trời Ngài có một chương trình cho tất cả chúng ta. Không phải chúng ta ngồi đây là tự nhiên đâu, không có. Mà Đức Chúa Trời Ngài có một sự chuẩn bị để quý vị đến đây, quý vị nghe. Bởi quý vị thấy được tình yêu của Chúa, chúng ta thấy được chúng ta có cái bảo hiểm y tế. Bây giờ mình đến mình tin Chúa, mình có được cái bảo hiểm linh hồn. Và Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng để bày chúng ta. Ai đến với Ngài, Ngài không bao giờ bỏ người đó đâu. Ngài sẽ bồng ẩm người đó lòng. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Ban phước không chỉ ở trên đời này mà cả đời sau nữa. Quý vị muốn được qua đời này, được ở với Đức Chúa Trời trong thiên đàng, hãy đến với Chúa buổi tối hôm nay. Hãy nắm bắt cơ hội buổi tối hôm nay, đến với Chúa càng sớm càng tốt. Bởi vì sao? Mọi sự Đức Chúa Trời Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta hết. Thiên đàng Chúa cũng chuẩn bị chúng ta, mà chúng ta cứ từ thì uổng lắm. Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta. Nên là quý thân hữu hãy đến với Chúa. Đức Chúa Trời Ngài sắm sẵn và ban cho chúng ta. Ngài không tiếc cái gì để ban cho chúng ta hết. Nên là chúng ta hãy đến với Chúa để nhận được nguồn tình yêu, nhận được sự sống, nhận được cái bảo hiểm linh hồn mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta mua đủ cái bảo hiểm hết, nhưng mà có một cái bảo hiểm người ta không mua, đó là bảo hiểm linh hồn. Mà buổi tối hôm nay quý vị tâm đủ đến đây, quý vị nghe, quý vị biết bảo hiểm linh hồn là cái gì, là mình mời Chúa ở trong lòng mình, là mình được cái bảo hiểm linh hồn rồi. Nên cảm tạ Chúa cho các thân hữu đã quyết định tin nhận Chúa. Đây là một quyết định rất là khôn ngoan. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý thân hữu để quý vị cũng nhận được phước hạnh giống như chúng tôi.
Xin mời quý con thấy Chúa chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng điểm ý để cầu nguyện với các thân hữu. Tôi sẽ hướng dẫn quý thân hữu cầu nguyện với Chúa. Lần đầu tiên mình chưa biết cầu nguyện như thế nào, tôi sẽ nói từng câu ngắn, mời quý thân hữu lặp lại câu tôi vừa nói. Rất là dễ thôi. Xin chúng ta nhắm mắt lại để không bị chi phối. Kính lạy Chúa Giêsu, là đấng yêu thương con, là đấng đã từ trời đến thế gian này để tìm và cứu con. Nhưng bấy lâu nay con xa cách Ngài, con không tôn thờ Ngài, con là một tội nhân đáng chết mất trong tội lỗi. Nhưng cảm tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã chết thế tội cho con trên thập tự giá. Buổi tối hôm nay con xin mở lòng ra kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con. Xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con và nhận con làm con cái của Ngài. Xin Ngài ban phước cho cuộc đời con, hướng dẫn con để con thật sự kinh nghiệm Chúa, tình yêu của Chúa, sự tha tội của Chúa đối với con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con kính dâng đời sống con trong tay yêu thương của Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, quý thân hữu không cầu nguyện nữa, tôi sẽ cầu nguyện dâng quý vị lên cho Đức Chúa Trời và nói. Lạy Chúa, kính yêu của chúng con vui mừng, cảm tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Chúa cho có nhiều thân hữu đến để nghe về sức khỏe tim mạch, đồng thời chúng con cũng giới thiệu về sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con, bảo hiểm linh hồn. Cảm ơn Chúa, sau khi chúng con đã kêu gọi trình bày một số điểm căn bản về niềm tin nơi Chúa Giêsu, các thân hữu chúng con đã quyết định lên tin nhận Ngài. Cảm ơn Chúa, giờ đây thiên đàng rất là vui mừng và các thân hữu của chúng con cũng được Đức Chúa Trời Ngài chấp nhận và sẽ ghi tên vào trong sách sự sống của Ngài. Xin Chúa ở cùng ban phước để các thân hữu chúng con thật sự kinh nghiệm được ơn yêu thương, sự giải cứu của Đức Chúa Trời đối với đời sống của họ. Xin Chúa làm ơn hướng dẫn để các thân hữu chúng con cứ tiếp tục nhờ cậy Chúa và trở lại sinh hoạt và thuận Chúa với hội thánh của chúng con ở tại đây. Con cảm tạ ơn Chúa, con lấy đức tin phó dâng tất cả thân hữu chúng con có mặt tối hôm nay đã đang đứng trước mặt Ngài để cầu nguyện. Xin Chúa ban phước và làm ơn cho họ. Con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn các thân hữu rất nhiều. Còn các thân hữu còn lại, chúng tôi cũng mời gọi quý vị hàng tuần tại nhà thờ chúng tôi có giờ thờ phượng Chúa. Quý vị muốn tìm hiểu thêm cứ đến tìm hiểu rồi tin cũng rất là tốt, không sao hết. Niềm tin là sự tự do, không ai ép buộc, nên là mời bác, mời các cô, các chú, các em nếu chưa quyết định tin Chúa cứ quay trở lại hội thánh của chúng tôi, thì hội Sài Gòn sẵn sàng để tiếp đón tất cả các thân hữu. Xin mời tất cả chúng ta đồng ngồi cảm ơn Chúa. Xin chúng ta hát bài Alleluia một lần để cảm tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng ta về những việc Chúa đã làm ban phước chúng ta một con này. Alleluia. Xin mời các thần linh hữu vừa cầu nguyện chủ nhật quay trở lại để cầu nguyện Chúa với chúng tôi. Còn các thần hữu chưa tin Chúa, xin mời quý đến tại đây để tiếp tục nghe để các cơ hội tin Chúa. Vì mình tin Chúa là đấng dẫn đến mình, không gì phải sai lầm hết, nên chúng ta phải tôn thờ cái đấng đó thì phước của Chúa mới tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn mục sư nhiệm chức Hồ Hoàng Ân. Chúng tôi rất vui mừng đón chào những thành viên mới bước vào gia đình của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, Hội Thánh Sài Gòn có giờ nhóm 8:30 sáng và 17:30 chiều các ngày Chủ nhật trong tuần để chúng ta thờ phượng Chúa và có cơ hội tìm hiểu về Chúa. Đặc biệt vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2023, chúng tôi có chương trình truyền giảng đặc biệt, truyền giảng về sự phục sinh của Chúa để giúp quý vị hiểu hơn về tình yêu tuyệt vời của Chúa qua sự chết và sự sống lại của Ngài, để chúng ta nhận được sự sống vui thỏa, bình an và phước hạnh. Mỗi người chúng ta có một trái tim, trái tim chúng ta không biết khi nào sẽ lỗi nhiều, sẽ ngừng đập. Nhưng những người thuộc về Đức Chúa Trời, chúng tôi biết rằng khi trái tim chúng tôi ngừng đập, chính là giây phút chúng tôi được gặp cha chúng tôi ở trên thiên đàng. Và chúng tôi ao ước rằng tất cả quý vị cũng sẽ có được niềm vui đó, có được sự bình an thật đó cho đời sống của mình. Và một lần nữa xin mời quý vị đồng đứng. Chúng tôi kính mời ông Lâm Hạnh Vũ, chức sự của Hội Thánh, sẽ dâng lời cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa vì chương trình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn Chúa vì có nhiều người gia nhập vào gia đình của Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ chúng con, là đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, là đấng sáng tạo chúng con cách đáng sợ lạ lùng, vì con người, vì cơ thể chúng con là một tạo vật mà Đức Chúa Trời chính mình Ngài hà hơi và Ngài đã thành lập sáng tạo trong cuộc đời chúng con. Cho dù ngày hôm nay con người nhân danh khoa học để phủ nhận điều đó qua thuyết đặc vinh mà con được, mà chúng con đã từng bị nhồi nhét ở trong nhà trường của mình, là con người được tiến hóa từ loài vườn, tiến hóa được con vật. Nhưng Chúa ơi, đó là một sự xúc phạm đến danh của Ngài vô cùng, xúc phạm đến sự sáng tạo của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của mỗi một người chúng con đang đứng tại đây. Chúa cảm tạ Ngài vì điều đó thực sự vô nghĩa khi chúng con được Chúa Ngài tạo dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, và qua điều gì, qua những kiến thức thật đơn sơ mà chúng con được nghe, chúng con được học, chúng con được biết trong buổi tối hôm nay về quả tim nhỏ bé mà Ngài truyền sự sống đến cho chúng con, mà trái tim nó đã từng đập từ khi chúng con lọt lòng mẹ cho đến ngày khi chúng con trở về với Chúa chúng con ở trên trời. Nhưng chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con một trái tim để biết yêu thương, để biết chia sẻ, để biết giúp đỡ người khác. Và chắc chắn rằng Ngài sẽ chúc phước cho những trái tim đó chúng con buổi tối hôm nay, nhất là những thân hữu chúng con, những người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình. Sự sống của Chúa sẽ tiếp diễn khi chúng con rời khỏi cuộc đời này, bước vào cuộc đời khác, cuộc đời mới. Vì vậy từ tinh lành không dùng từ chết, nhưng chỉ dùng từ qua đời. Chỉ khi ngừng đập và khi chúng con bước vào trong nơi đời đời của Chúa là đấng bảo hiểm cuộc đời chúng con, niềm vui, sự bất hạnh. Thì một tôi hôm nay trong buổi tòa đàm rất ích lợi này, chúng con phải được trang bị về kiến thức sức khỏe, chúng con phải có kỷ luật với bản thân của mình trong ăn uống để chúng con có những thân thể tốt, mà nhất là chúng con có sự bình an từ Đức Chúa ban cho, để rồi sự bình an đó sẽ mang đến chúng con cuộc sống vui tươi, lạc quan, mà nhất là chúng con đem điều tích cực đó đến những người xung quanh chúng con, đến giữa xã hội này. Chúng con tạm mô sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì những linh hồn đã quay trở lại tiếp nhận Chúa trong buổi chiều hôm nay. Cảm ơn Chúa vì những con người đã sẵn sàng đến đây, sẵn sàng nghe và tiếp nhận điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc đời của họ trong những ngày sắp tới khi họ kinh nghiệm về tình yêu và ân sủng của Ngài cho cuộc đời của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị đồng ngồi. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng cảm ơn bác sĩ Bùi Thế Hòa, phó trưởng khoa tim mạch bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đã nhận lời mời của chúng tôi đến với buổi trà đàm ngày hôm nay và có những thông tin chia sẻ thật hữu ích. Một lần nữa xin mời bác sĩ Bùi Thế Hòa bước lên trên. Kính mời ông Trọng Huy, trưởng ban truyền giảng, sẽ tặng món quà tri ân với bác sĩ. Xin mời bác sĩ.
Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đã dành thời gian đến tham dự chương trình chia sẻ về sức khỏe ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi ước ao quý vị có một trái tim khỏe mạnh, một tâm hồn vui vẻ, bình an, vì biết rằng mình được tạo dựng từ chính Chúa. Ngài là đấng sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, ban cho chúng ta nhiều ân huệ. Và Ngài cũng là đấng duy nhất có thể tha thứ mọi tội lỗi chúng ta đã phạm, đấng chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp tất cả quý vị thân hữu ở trong nhà Chúa. Quý vị có thể đi cổng số 155 Trần Hưng Đạo hoặc cổng 161 Đề Thắng. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả những quý vị nào có chiếc nơ đỏ ở trên áo xin bước lên đây. Đây sẽ là một cái kỷ niệm thật là đẹp. Chúng tôi muốn chụp với quý vị một tấm hình, muốn tặng cho quý vị một món quà yêu thương. Vì quý vị đã biết quan tâm đến thân thể của mình, chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng tốt đẹp từ chính Đức Chúa Trời. Trân trọng kính mời một sư nhiệm chức Hồ Hoàng Ân, xin kính mời cô truyền đạo Lê Thị Lệ Hòa sẽ tặng quà cho những quý vị có chiếc nơ đỏ ở trên ngực áo. Chúng tôi ao ước rằng những bước chân nào hồi nãy chưa tiếp bước sẽ đến với chúng tôi nhiều lần nữa để quý vị có cơ hội để tìm hiểu về Chúa và tin nhận Ngài. Xin mời ban tổ chức sẽ sắp xếp dùm cái vị trí đứng ạ. Chúng ta có nhiều hàng. Xin nhờ bạn Nghĩa, bạn Nghĩa khi dịch cái đàn xuống cho quý vị có chỗ đứng. Rồi, mời bạn mặc áo xanh, mời bạn áo xanh, bạn đẹp trai, bạn nên đứng phía đầu. Và còn ai lần đầu đến với chúng tôi nữa không ạ? Xin mời cứ mạnh dạn bước lên, chúng tôi thấy bên phía bên này có hai bạn trẻ đúng không? Xin mời hai bạn trẻ. Chúng tôi muốn tặng chụp với các bạn một tấm hình làm kỷ niệm thôi. Dạ, mời chú. Mời hai bạn. Xin mời hai bạn cứ việc tiến lên. Sự ngại ngần nên chắc xin mời ta tổ chức gửi quà đến hai bạn trẻ đang ngồi phía dưới luôn ạ. Mong rằng các bạn sẽ có một trái tim dạn dĩ ha. Chúng ta cho một tràng hót tay để cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị có chiếc nơ màu đỏ rất đẹp trên áo. Ước mong quý vị sẽ đến với chúng tôi nhiều lần nữa. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng hát với nhau bài Hallelujah một phần ha. Chúng ta kết thúc chương trình.